cả. Tập đây. Good, good. Chào tất cả. Hôm nay mình làm cái video để mình show những người mà đi coi nhà cũ. Thì ví dụ như nhà mà có tuổi, anh Tuyết, nhà này nhà bao nhiêu tuổi anh Tuyết? Đây view 1995. Thì mình biết mà đâu phải là ai cũng đi kêu nhà mới đâu, thì cũng coi nhà cũ. Thì hôm nay anh Tuyến là vừa là agent mà cũng là vừa một home inspector. Thì anh cũng là anh hai của mình. Thì bởi vậy mình muốn làm cái video để mình chia sẻ khi mình đi coi những cái nhà cũ đó, mình là những cái điểm gì mình phải biết để mình coi. Tại mình biết mà khi mình đi coi nhà thì đa số là người ta sẽ dòm về cái kiểu nhà, giá tiền là hơn, nhưng mà ít người coi chi tiết về cái nhà. Thì bởi vậy mình có anh Tuyến hôm nay để mình show những cái chi tiết đó. So hopefully mình sẽ show được những cái chi tiết mà các bạn sẽ học được khi mình đi coi nhà. Rồi, let's go in anh Tuyến ha. Let's go. Yeah. Anh Tuyến, nếu mà mình đi coi cái nhà cũ giống vậy thì trước khi mà mình làm inspection hay là gì đó thì anh có thể chia sẻ những cái gì mà mình cần nên để mình check trước. Không phải là mình đi coi nhà không, thì anh biết mình cũng có nhiều người khách của mình cũng đi bán nhà đấy, người ta cần bán nhà cũ của họ. Thì những cái điểm gì mà họ cần để họ address trước khi họ đăng lên thì anh có thể chia sẻ, tại trong kinh nghiệm của anh là inspector đó, thì anh có thể sơ sơ thôi, mình có tóm tắt là những cái gì mà mình cần suy nghĩ tới trước khi mình coi mua nhà cũ hoặc là mình bán nhà cũ. Ok, thì người mua hay người bán thì cũng như nhau thôi. Tại vì khi mình mua thì mình cũng phải coi những cái gì mình nên coi để mình biết. Rồi người bán thì mình cũng biết là người mua họ sẽ để ý những cái chi tiết đó, thì mình nên làm trước để khi mua nó dễ. Như ví dụ bây giờ mình em đại diện người khách đi mua đi, dẫn khách vô, thì đa số anh biết mà người ta đi coi nhà thì người ta coi là location là number one là chắc chắn rồi, cái giá. Rồi vô trong nhà thì người ta coi cosmetic nhiều hơn. Nhưng mà anh có thể bữa nay làm cái video anh thấy show cho người ta những cái chi tiết gì đó, những gì mà người ta cần để người ta suy nghĩ tới, thì anh có thể chia sẻ được không? Được. Giống như trước khi mình vô thấy cái nhà mình thích rồi, location mình thích, tất cả mình thích rồi, nhưng bây giờ bắt đầu mình phải coi cái 5 điểm chính đó để mình coi thử như là nóc nhà, máy lạnh, máy nóng, máy sưởi, foundation, okay, plumbing, electrical. Em tóm tắt lại là có nghĩa là 5 cái điểm chính khi mình đi coi nhà cũ là foundation, roofing, plumbing, electrical, HVAC. HVAC. Thì anh nghĩ là mình sẽ dùng cái 5 cái điểm chính đó và làm cái video mình những cái chi tiết, những cái gì đó để người ta để ý. Sau đó mình có thể mình bỏ thêm những cái chi tiết khác nữa cho người ta coi để người ta tìm hiểu khi người ta đi coi nhà. Ok, let's go. Okay.